hân hoan chào đón tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Giáo Viên luôn nha. Và lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an luôn. Nói trước mặt của các bạn là cũng là chiếc pha súc cà ná đang tăng tốc về cửa cảng, các bạn thấy tốc độ rất là khủng khiếp không? Đó, các bạn xem thấy chưa? Thì đúng lực của pha súc cà ná đang tăng tốc về cửa cảng Bình Tiên các bạn. Thì bây giờ cửa cảng Bình Tiên thuộc về Lagi, thì mình chia sẻ đây là mình chiêu theo cái kiểu mà nói chung là cái kiểu của anh em cà ná nha. Đó thì mình nói kiểu nào cũng được, cảng nào cũng được các bạn. Nói chung là Bình Tiên thuộc về là cửa cảng cũ của bây giờ hiện tại cửa cảng mới của Lagi các bạn. Đó là số điểm go là Ninh Thuận 90864TS nha, chạy tốc độ sáng nước các bạn ơi. Ồ, quá dữ nha, mặt ra mở rồi, thấy lớn rất là đẹp, nhìn rất là sướng vào không, tốc độ đỉnh chớp luôn mà, quá dữ tốc độ bạn ơi. Cái màu ra cũng thẩm tải bạn, chạy cái mũi nó lũ xuống mà cái lá nhỏ lên bạn, là các bạn đủ hiểu cái như thế nào bạn nha. Nói chung là giờ cũng là đang cuối mùa nè, nên một số gà đã lên bắt các bạn, còn một số gà đã về các bạn ơi. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem những video này á, thì các bạn hãy vô ủng hộ và chia sẻ cho mình thật mạnh để cho mình có động lực ra những video mới nha. Đó, chiếc pha súc tăng tốc bạn thấy khủng khiếp không? Đó, thẩm tả luôn bạn ơi, nhìn rất là sướng, rất là phê luôn các bạn. Đó, quay nguyên chiếc ghe cho các bạn xem luôn. Đó, vàng pha với đèn vàng led các bạn thấy không? Mạng kích điện ở trên cabin các bạn thấy không? Đó, dàn đèn pha bạn xem. Cá chưa để trên bon bạn nha. Đó, dàn điện, mạng kích điện bạn thấy không? Đó, đang cũng đang tranh thủ ra để bóc cá đó các bạn. Đó, thì mình cũng chúc cho anh em về đây làm ăn phát tài phát đạt không nha. Đi chuyến nào là thẩm tải cá cơm chuyến đó luôn. Đó, một chiếc đã vô trong cửa cảng mà. Một xíu nữa mình có mấy chiếc ở ngoài kia nữa các bạn. Còn nó đang lù lù vậy. Mình cũng quay cho anh em mình xem luôn nha. Đó, mình chia sẻ từ ghe cho anh em mình xem. Đó, đa số những ghe nó về đây đánh bắt các bạn là không có lên cả trực tiếp trên cảng đâu nha. Đó, mấy ảnh xuồng sang qua xuồng mới tải vô trong cửa cảng. Đó, anh em cũng đang chuẩn bị rồi đó các bạn. Chiếc ghe lưới của Thuận rồi thôi mà thấy không? Cửa cảng của mình ở Bình Tiên gọi là đã ghi đó bạn. Hiện tại lúc này là nước sông Vinh đang đổ xuống nên đục các bạn không? Đó, bạn thấy không? Hôm nay cái mũi lũ xuống cái lái nổi lên, các bạn hiểu không? Cá để ở chợ cái mũi khẩm nó lái nổi lên đó, đó các bạn thấy hiểu rồi đó. Anh em cũng đang cuộc thánh trai vô bạn đó, vô sâu trong cửa cảng rồi nha. Đó, đó thì mình cũng chia sẻ với cả các bạn cùng xem những khoảnh khắc đó vào cửa cảng vậy mà đó, lên cá. Nói chung mình muốn quay cho các bạn xem lắm, nhưng mà cô chú anh chị em ở đây á, thì nói chung là nhiều chủ ghe thì cho quay mà nhiều chủ ghe không cho mình quay đâu. Thì mình nên làm nhiều lúc quay lên quay đang lên cá ngon, người ta lại họ nói này nói nọ thì mình không có quay nữa, thì mình ít đăng những video đó thì anh em cũng thông cảm với mình. Đó, các bạn thấy không? Cắt ghe ra vào cửa cảng các bạn không, phải nói là đúng chất rồi. Mỗi một vùng miền đều có một mẫu ghe đặc trưng khác nhau không đó. Giờ ảnh vô tới cái bãi để đi sang cá đó mà. Đó, ghe bảo xương thì cũng bảo xương 2 cũng tới công chuyện luôn các bạn ơi, thẩm tải luôn rồi. Của mùa mà anh em cũng đang bóc cá nữa các bạn không. Đó, các bạn thấy cái độ thẩm tải ghê gớm không? Đó, nói chung là cũng mùa này cũng đã cuối mùa các bạn, nên còn có một số ghe ra đánh bắt thôi bạn, còn một số ghe thì đã về hoặc neo đậu ở đây mà. Đó, anh em Bảo Sương cũng đang bóc cá nữa bạn, thì mình cũng chúc cho anh em về thật nhiều sức khỏe nha. Và chủ ghe đi chuyến nào trúng đậm cá cơm chuyến đó luôn, là Bảo Sương 2 các bạn. Đó, thấy bạn thấy cái mồi khẩm tải không? Đó, số điểm go là mồi dàn đèn pha đâu bạn thấy không? Đó, tí mình sẽ quay số điểm go về sau thì nó các bạn xem chạy tốc độ rất là khủng không, khẩm mềm luôn bạn ơi, quá trời. Số điểm go là Ninh Thuận là 906. Đó,
đó, anh em cũng đang bóc cá bạn, đọc số đường gô chưa những cái ghe cái bích các bạn. Đó, anh em cũng đang bóc cá từ dưới hầm lên bằng hai chia hai đoạn bóc luôn, mũi với cái luôn. Phẩm tải bạn ngõ anh em háo hức bạn không? Múa lửa luôn kìa. Ghê gớm không? Đó, tinh thần rất là phấn khởi các bạn, chủ ghe làm ăn phát tài phát đạt và cái chắc luôn bạn. Họ thấy cá để trên bon rồi, mấy cái vỏ vỏ đó là cá mà sành giờ đúng không, cá bự cái nhỏ để riêng các bạn, để lên khi mà bóc cá lên sang rất là lẹ các bạn, phân loại xong rồi bắt đầu ở khu vực để cá bự, khu vực để cá nhỏ các bạn. Đó, bạn chạy thấy tốc độ khẩm mềm chạy ghê gớm không, gì cửa cản không. Đó, nhìn phải nói là quá phê quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Hai ghe vô ghe này có lấy được khẩm mạng mà rồi chạy rồi quá wow, trời cái lũi cái mũi nó lũi phía trước không đúng mà anh em giờ nói chung là mà cuối mùa còn một số ghe ở lại đánh bắt thôi các bạn, còn một số ghe này cũng đã về, một số ghe là neo đậu không ra đánh bắt, một số ghe đi ra khơi thì đánh bắt thì rất là trúng luôn mà thấy không, trúng mánh mà khẩm tải luôn. Bảo xương hai phải nói là tới công chuyện luôn các bạn, chạy phải nói là tốc độ không bạn thấy không, nước phúng phía sau trắng xó đâu mà chạy đi, đi đánh ra khơi đánh cá phải cái mồi khẩm tải về nó mới phê, nhìn nó phê quay nó sướng các bạn ha. Đó, phải nói là đỉnh của chớp luôn. Thì anh em là 85 là trúng đậm nhờ về đây đánh bắt làm ăn phát vài phát đạt. Đó, bạn thấy không, quá xịn sò quá đã. Sửa vô tới cái bãi sang cá đó các bạn, ở trong đó có cái ảnh dừng dừng tốc độ lại các bạn để hồi sang cá mà đó. Do nước sông Vinh nó rút xuống nên cái cửa cảng nhìn nó xong nó rất là đục luôn không. Đó, tiếp tục là chiếc pha súc của Cà Ná cũng đang tăng tốc về cửa cảng La Ghi các bạn, số Dingo là 90547TS nha. Đó, các bạn thấy không, dài với con lươn bụng đều sơn màu đen với màu đỏ mà nó mặt dài sơn màu xanh đen mà thấy không, đang tăng tốc về cửa cảng La Ghi các bạn. Thì mình cũng chúc cho anh em về đây thật nhiều sức khỏe luôn nha. Và chủ ghe đi chuyến nào làm ăn phát tài phát đạt, chuyến đậm cá cơm nha. Cái gì Trang đây ngồi lại gần gần xem các bạn, nó thấy tên là chủ ghe tên Trang đó các bạn. Nó đang tăng tốc xịt có đen luôn các bạn thấy không, chạy tốc độ cũng rất là dữ, không phải là tốc độ thường đâu các bạn. Đó, có mấy cái cây cằn nó dưới đó bạn, nhìn không có thấy cái rõ cái tên chủ ghe, các bạn thấy tên Trang không à. Ồ, bạn thấy không, ghe rất là chuẩn đẹp, rất là xịn sò luôn các bạn, mặt ghe mở sáng láng, đều lắc tích rất đẹp, nhìn rất là đã luôn các bạn ơi. À, ghe miền Tây đâu có vụ lắc tích chứ Bình Thuận đâu các bạn, chỉ có Cà Ná là Khánh Hòa, Phú Yên là lắc tích ghe pha súc rút rất nhiều luôn các bạn, nhìn rất là đẹp, ghe rất là đẹp, rất là sáng. Ồ, bạn thấy không, cá gì mà để giữ gìn hay là móc đá luôn, mặt anh em cũng đang tranh thủ móc cá lên luôn ha. Nó nhìn từ xa đây, từ xa nó gần cho các bạn xem, nó móc đá lên mặt để đổ cá vô sau. Cá các bạn ơi, cá trên cái bào mà, người cá trong bào về sang cá đi đá hoặc để sàn qua bằng không khẩm mềm mọi người coi, tôi vậy trong xanh xanh là cá mà má ơi, ba chiếc pha súc về đây chiếc nào chiếc nấy khẩm mềm của mọi người, quá dữ mọi người. Đó, đây là những ngày cuối mùa mọi người, phải nói là đỉnh luôn của chớp luôn mọi người, quá dữ các bạn ơi, ba ghe về đây chúng khẩm tải luôn mà. Những ngày cuối mùa của cá cơm nhưng mà anh em cũng còn ra khơi bám biển các bạn, giờ có một số ghe cũng ra côn đảo để đánh bắt ở ngoài đó các bạn, có một số ghe về đây thôi nên ít ghe về lắm bạn, thường mở đầu quay là chó ngợp luôn bạn, bây giờ cũng là cuối mùa nên anh em tán loạn đi những nơi khác đánh bắt,
và còn một số ghe ở lại để đánh bắt, một số ghe neo đậu và một số ghe đã về Cà Ná các bạn. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh mình Thuận Giống Vô trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn. Thì mình cũng hy vọng anh em hãy luôn đồng hành và chia sẻ cái kênh mình nó lan tỏa khắp ở miền đất nước này, để giúp kênh mình một ngày phát triển và hoàn thiện các bạn ơi. Thì nhờ có tất cả các bạn mình mới có động lực ra những video mới và hấp dẫn và lưu cuốn hơn. Đó, anh em cũng chuẩn bị vô cái cảng, cái bãi để sang cá các bạn. Nói chung clip là mình cũng chia sẻ hết những ghe này không có lên cá trực tiếp lên cảng mà cần có xuồng tải tại cá lên cảng nha, còn một số ít ra lên cảng trực tiếp thôi. Thì video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo và mới nhất của kênh Thuận Giống Vô. Nhờ các bạn đón tiếp thật nồng nhiệt, nhiệt tình nha. Bye cả nhà yêu.